Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng nay, Việt Nam có 24 địa phương có các ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca bệnh vượt ngưỡng là 60.000 trường hợp. Tính từ 18h30 phút ngày 19 tháng 7 đến 11h ngày 20 tháng 7, cả nước có 2.174 ca mắc COVID-19, trong đó có một trường hợp nhập cảnh. Trong ngày 19 tháng 7, có thêm 21.595 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, toàn dân hãy thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, đồng thời tiêm vaccine phòng COVID-19 khi đến lượt và chủ động ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân thành phố kế hoạch tổ chức tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đợt 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 1,1 triệu liều vaccine. Trong đợt 5 này sẽ tiến hành tiêm cho cả những người được tiêm nhắc mũi 2 nếu đủ điều kiện. Trong đợt tiêm thứ 5 này, thành phố sẽ tiêm cho những người trên 18 tuổi với đối tượng người mắc các bệnh nền đang được điều trị tại bệnh viện và có địa chỉ thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, người trên 65 tuổi, người thuộc diện chính sách, có công và đối tượng làm việc trong cơ sở y tế, ngành y tế, công lập, tư nhân, người tham gia phòng chống dịch và các đối tượng được ưu tiên khác theo quy định. Vaccine tiêm trong đợt 5 bao gồm cả AstraZeneca, Moderna và Pfizer. Thời gian tiêm vaccine đợt 5 kéo dài 2-3 tuần và có thể kéo dài tùy tình hình thực tế để bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời không ảnh hưởng đến việc tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch của thành phố. Thưa quý vị, Hà Nội đang trong tuần cao điểm xét nghiệm sàng lọc COVID-19 diện rộng. Theo số liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, trong hôm qua 19 tháng 7, các quận, huyện, thị xã đã lấy hơn 10.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ cao trên địa bàn thành phố. Bước đầu, hơn 10.000 mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Các đối tượng xét nghiệm sàng lọc gồm công nhân làm việc tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Đông Anh, cư trú trên địa bàn các quận huyện tại huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, người làm dịch vụ vận tải, nhân viên bán vé, người làm việc thường xuyên tại một số bến xe lớn, nhà ga của thành phố, tiểu thương, người thường xuyên làm việc tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh, người làm dịch vụ bảo vệ. Trước tình hình số ca mắc mới COVID-19 tăng cao tại một số địa phương, nhiều người dân đã đổ xô đi tìm mua các thiết bị y tế cung cấp khí oxy để dự trữ nếu chẳng may mắc bệnh. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên mua tích trữ máy thở, bình khí oxy vì vừa lãng phí do không thể tự sử dụng được mà còn có thể gây nên sự khan hiếm nguồn cung trên thị trường. Theo Bộ Y tế, từ những dữ liệu được ghi nhận trong đợt dịch lần này cho thấy, có khoảng 80% các bệnh nhân mắc COVID-19 không có triệu chứng hoặc có biểu hiện lâm sàng nhẹ, chỉ có khoảng 5% số ca bệnh cần thở oxy gọng kính, 0,17% thở máy không xâm nhập và 1,3% số ca thở máy xâm nhập. Bộ Y tế và Thành phố Hồ Chí Minh cam kết không thiếu máy thở cho người bệnh, do đó người dân hoàn toàn có thể yên tâm. Bộ Y tế cũng đã có công văn đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố rà soát và bảo đảm khả năng cung cấp oxy y tế, sẵn sàng ứng phó trước mức độ lan truyền, tăng số bệnh nhân nặng ở các tỉnh, thành phố, tuyệt đối không để tình trạng thiếu oxy y tế trong cấp cứu điều trị. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi Bệnh viện Thu dung và Điều trị COVID-19, Bệnh viện Công lập và Ngoài Công lập, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố, Trung tâm Cấp cứu 115, Trung tâm Y tế Thành phố Thủ Đức và các quận huyện về việc hướng dẫn xét nghiệm đối với trường hợp F0 không có triệu chứng lâm sàng. Đối với các trường hợp F0 không có triệu chứng đang được điều trị cách ly tại các bệnh viện thu dung điều trị COVID-19, sẽ được thực hiện xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 8. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính hoặc dương tính nhưng có tải lượng virus thấp, giá trị CT lớn hơn hoặc bằng 30, thì sẽ được tiến hành thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 vào ngày thứ 10. Nếu kết quả xét nghiệm nhanh này âm tính, người bệnh sẽ được cho xuất viện và cách ly theo dõi tại nhà và phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, Bộ phận Thường trực đặc biệt về phòng chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị thành phố không áp dụng phương pháp xét nghiệm RT-PCR từng mẫu đơn để sàng lọc đối với F1 tại cộng đồng.
Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua đã gây ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của người lao động, nhất là những lao động tự do. Và để kịp thời chia sẻ hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố mở rộng đối tượng hỗ trợ. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố có khoảng 27.000 lao động tự do đang nằm ngoài 6 nhóm lao động theo gói hỗ trợ 886 tỷ đồng của thành phố. Họ chưa nhận được hỗ trợ và đời sống đang rất khó khăn. Do vậy, Sở đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện mở rộng rà soát, thống kê lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh để đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bổ sung hỗ trợ những lao động này. Cụ thể là những lao động làm các nhóm công việc, bảo mẫu, giúp việc gia đình, bảo vệ, giữ xe, sửa xe, thợ hồ, tài xế, xe ôm công nghệ. Nếu được thông qua, dự kiến những lao động này sẽ nhận được hỗ trợ từ ngày 25 tháng 7 trở đi. Cùng với phòng chống dịch, nhiều địa phương đang khẩn trương triển khai nhanh nhất, đúng đối tượng, gói hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Lực lượng chuyên môn làm việc liên tục kể cả những ngày nghỉ trong tuần, ghi nhận tại tỉnh Phú Yên. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên vừa bố trí kinh phí gần 30 tỷ đồng để thực hiện chi trả theo đúng quy định tại nghị quyết số 68 của Chính phủ. Có hơn 15.000 hộ kinh doanh cá thể và trên 5.000 người phải cách ly tập trung, người đang điều trị COVID-19 tại cơ sở y tế. Hơn 22.000 đối tượng là lao động tự do sẽ được nhận hỗ trợ. Đó là một là cái hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh. Cái thứ hai là đối với việc hỗ trợ cho cái người dân đang cách ly tập trung hoặc là đang điều trị tại các cơ sở y tế. Dịch COVID-19 tại tỉnh Phú Yên đang diễn biến phức tạp khi số người dương tính với SARS-CoV-2 ngày càng tăng và lây lan ra 9 trên 9 huyện thị xã thành phố với 905 ca mắc. Để chi trả gói hỗ trợ theo nghị quyết của Chính phủ được thuận lợi và nhanh nhất, tỉnh Phú Yên khuyến khích thực hiện giao dịch qua các ngân hàng, hạn chế dùng tiền mặt nhằm công khai minh bạch mức hỗ trợ, tránh tình trạng trục lợi chính sách và bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa triển khai gói hỗ trợ đối với lao động tự do nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Có hơn 28.000 lao động tự do sẽ được tỉnh Bình Định hỗ trợ một lần với mức 1,5 triệu đồng một người. Tổng kinh phí gói hỗ trợ gần 43 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Theo kế hoạch, Bình Định sẽ trích ngân sách khoảng 200 tỷ đồng để hỗ trợ cho người dân thuộc các nhóm đối tượng theo quy định của Chính phủ nhằm giúp người dân vượt qua khó khăn. Đồng thời, tỉnh cũng phân bổ 50 tỷ đồng để ủy thác Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch, khôi phục sản xuất.